đội và đã đeo cô đô ở đồng thị sinh vật với đô nhi đô nữ ở thị trấn Chợ. Và trong vòng này tôi là thắng ông sáu xã trưởng cho 500 lóng. Xin mời đô ở Sơn ở đồng thị ạ và đô nhi ở thị trấn Chợ. Rất mong các trai làng lên đăng ký để gặp đô nhi. Thì đô nhung chia sẻ là các đô vật nam và đô nữ là vẫn hơi ngại. Cho nên là đô nhung rất muốn đô vật với các đô ở trai làng. Như hiện nay đô Sơn ở Đồng Trị hiện nay đã đăng ký gặp cô đô nhung. Vâng. Bây giờ xin giới thiệu đô nhung mang đai màu đỏ. Đô Sơn và đô Sơn ở Đồng Trị màu xanh. Xin mời hai đô trở lại. Xin mời đô Bảo Anh ở đâu? Xin mời đô Bảo Anh. Quý vị trong một tràng pháo tay rực lớn được thưởng thức cho ai đâu? Xin mời đô Bảo Anh đang chuẩn bị. Bắt đầu chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị. Ai đâu? Bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin mời Đô Minh và Đô Sơn hai đội tiếp tục. Xin mời trọng tài khởi. Xin mời trọng tài phong. Xin mời Đô Thùy đang giữ giải hai và Đô Khương ở Giang Bình, xin mời hai đô trở lại sân để trận thi đấu trận tiếp theo. Xin mời hai đôi trở lại giữa sân để tổng tài công bố kết quả. Đối ai đoán được ai thường thì cả hai đều cùng cầm. Đô Hương ở thị trấn Trà đã thắng tuyệt đối. Xin mời ông cháu, cô cháu có phần thưởng cho đô vật. Vâng, xin mời thưởng cho Đô Trung 500.000 đồng. Quý vị về một tràng máu tay ạ. Thank you.
đã có lòng hảo tâm để cổ động viên cho các đôi giải bạc năm 2024. Cảm ơn gia đình ông bà Phương Điệp, ông bà Hiền Lê, gia đình ông Tính ở bên trong xã và gia đình ông Muốn ở bên Cổ Hà và cháu Nhật, con trai ông Sự Anh đã tài trợ cho đoàn giải nhì. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúc các gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng, đắc tài đắc lộc. Xin chân trọng cảm ơn. Thank you.
trước khi vào và ông Sáu sẽ thưởng cho đôi đại thắng được 1 triệu đồng. Đôi đại thắng ông Sáu sẽ thưởng 1 triệu đồng. Xin mời anh Đông. Và chúng ta xin giới thiệu Tôn Dung mang đai màu đỏ và Đỗ Đức mang đai màu xanh. Xin mời hai đôi xe đại. Kiếm với một thủ oanh liêng thoải mái. Đô Đức là con trai của hàng xóm bái vật cho Đô Đức ở nhà lắm ruộng cũng đã gặp về Đô Đức. Cuối cùng Đông Hưng đã bốc bếp bỏng lên trời. Xin mời Đông Hưng nhận được giải ạ.